chiến bà con ơi, có 5 mét rồi bà con ơi, cùng đi chung kinh pháp bà con ơi, trời ơi cùng đi chung pháp các bà con ơi, trời ơi mới mưa có 45 phút thôi, xong rồi chết mai rồi, trời ơi hỗn chiến, trời ơi sâu lắm bà con ơi, sâu lắm, trời ơi gầm khóc là xe gầm khóc là tôi bỏ rồi, xe gầm khóc là tôi bỏ rồi, chỉ có xe gầm cao mới qua thôi, gầm khóc là chết rồi, sao không càng nhiều xe thì càng chết, trời ơi sao càng nhiều xe không nhường nhau nữa, đúng lúc đang tần của quý vị, ôi trời ơi sao rồi quý vị thấy không, trời ơi thảm thương sao, trời ơi đông lắm quý vị, một đường tiểu học đó cả mấy ngàn con người đó quý vị, ôi trời ơi chết mái tần rồi chứ có gì nữa, trời ơi xong rồi chết yêu rồi, trời ơi xe gầm cao thì có thể đi vòng qua thôi, xe giờ chừng trời ơi gầm cao thì qua thôi nha, trời ơi toàn đón trẻ con ba mẹ đi làm về vất vả rồi, trời quá cơn mưa quá chỉ lúc này nó được thấp nữa, thấp chậm nữa nay ngày rằm nó bị chiều lên nữa, trời ơi có bốn mẹ bốn ba cơn mưa thôi, nếu không quá thổi thì không có cả nữa đấy là chết rồi, bởi vì bị chiều giờ lên rồi đầy nắp hết rồi, trời ơi trực tiếp cho quý vị xem những cái kỳ nạn này thì quý vị thấy thế nào, trời ơi người Nhật nó đầu tư đây rồi, trời ơi khổ lắm thôi, trời ơi đông lắm quý vị ơi, đúng giờ luôn đó, một chiến đó xe nó thất bỏ nhà rồi, bây giờ mình đi bộ ra thôi, đang đón con về thôi thì giờ đâu, I'm gonna get you.